Kính chào quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Thanh âm Hy vọng. Quý vị thân mến, với mong muốn góp một phần nhỏ bé trong công cuộc phục hưng văn hóa, lễ tiết gia đình, Thanh âm Hy vọng mong muốn truyền tải những nội dung xoay quanh các vấn đề thường nhật trong gia đình qua lăng kính của văn hóa truyền thống, bởi chúng tôi hiểu rằng gia hòa vạn sự hưng. Gia phong, nếp nhà chính là bất động sản lớn nhất của đời người. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn về 3 loại tiền mà bạn nhất định phải tiêu dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa. Ba loại tiền này cũng không thể tiết kiệm, mặc dù ai trong chúng ta cũng đồng tình rằng tiết kiệm là một thói quen tốt, phải không quý vị? Hãy cùng xem ba loại tiền đó là gì nhé! Loại tiền thứ nhất, đầu tư vào bản thân, tự thân trưởng thành. Tiền dành cho việc học nhất định phải tiêu. Đầu tư tiền bạc vào chính bộ não của bản thân, đó chính là phương thức quản lý tài chính an toàn nhất. Và sau này, cho dù đi đến đâu, bạn cũng không bao giờ phải rơi vào cảnh nghèo đói. Có thể rất nhiều người sẽ phản bác lại rằng, đến 3 bữa cơm ăn còn chưa no, gánh nặng kinh tế khiến người ta ngột thở, làm gì còn tiền mà tính đến chuyện học hành, mà học rồi cũng chưa chắc đã nhìn thấy hiệu quả ngay. Những người có suy nghĩ như thế sẽ chẳng bao giờ dùng tiền đầu tư cho việc nâng cao trình độ của bản thân. Trên thực tế, nếu ở vào cảnh ngộ, nghèo rất mùng tơi, thì chính cái đầu mới là nơi cần được đầu tư nhất để thoát nghèo. Nếu chúng ta sở hữu bộ não nghèo nàn, cả đời sẽ khó mà giàu cho được. Một người nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt hoặc bị những khó khăn trước mắt che khuất tầm nhìn mà không thể nhìn cao, nhìn xa hơn, rất có thể cả cuộc đời người đó chẳng thể tìm thấy cơ hội để đổi đời. Khó khăn là điều hiển nhiên mà mỗi người phải gặp nếu đã sống trên đời. Đừng oán trách mà hãy tìm cách khắc phục. Bằng cách nào? Câu trả lời chính là tôi rèn bản thân và tự học hỏi, đầu tư vào việc tăng chất cho não bộ. Có như vậy, con người mới có thể có nền tảng, cơ sở để bứt phá, tiến lên. Vì lẽ đó, đầu tư vào việc học, bạn nhất định sẽ tìm được đường ra cho chính bản thân mình. Loại thứ hai, tiền hiếu thuận nhất định phải tiêu. Tiền hiếu thuận ở đây chính là khoản tiền trích ra chu cấp, biếu bố mẹ. Khoản tiền này không thể không tiêu. Có thể sẽ có người cho rằng khi bản thân mình còn chưa giàu, tiêu còn chưa đủ hoặc vẫn còn nợ nần chồng chất, về cơ bản không có tiền để biếu bố mẹ đều đặn. Cũng có người có thể sẽ nói gia đình mình khá giả, bố mẹ cũng đã đủ tiền tiêu, không cần phải biếu thêm. Tuy nhiên, dù điều kiện kinh tế của bố mẹ có thế nào, khoản tiền hiếu thuận với bố mẹ nhất định nên cố gắng có để biếu các cụ. Hãy thử nghĩ mà xem, bố mẹ các bạn có bao giờ vì thiếu tiền, phải vay nợ mà bỏ mặc các bạn không nuôi các bạn khôn lớn nên người? Họ, dù có nghèo đến thế nào, cũng vẫn cố gắng hết sức dưỡng dục con cái trưởng thành, không phải vậy sao? Thế nên, những người làm con sau khi đã đủ lông đủ cánh, báo đáp lại bố mẹ là điều nên làm. Cớ sao có thể nói, có tiền mới biếu bố mẹ, không có thì không biếu. Thực ra, ít có bố mẹ nào yêu cầu con cái nhất định phải làm việc đó. Song đó là trách nhiệm mà người làm con phải làm tròn. Dù cuộc đời bạn đang ở giai đoạn nào, đang phải gặp khó khăn gì đi nữa, xin hãy nhớ thật kỹ, tiền hiếu thuận với bố mẹ không thể tiết kiệm. Bố mẹ có thể cắn răng chịu đựng mọi vất vả để nuôi con cái khôn lớn. Một chút tiền, một chút trách nhiệm với bố mẹ, người làm con đừng bao giờ nói không. Nếu như bạn thực sự thiếu thốn về vật chất, không thể bù đắp cho bố mẹ bằng tiền bạc, vậy thì hãy nhớ, chí ít cũng phải làm tròn chữ hiếu bằng trái tim, bằng tình cảm, sự ân cần chăm sóc hỏi han. Loại thứ ba, tiền báo đáp nhất định phải tiêu. Tiền báo đáp, trong đó có tiền từ thiện, tiền báo đáp xã hội và báo đáp cả những người xung quanh mình. Trong cuốn sách Cha giàu cha nghèo, tác giả Robert Kiyosaki viết rằng, người cha giàu tin tưởng sâu sắc rằng tiền trước tiên phải bỏ ra mới mong có hồi đáp. Vì thế, khi còn trẻ, mỗi người hãy tự hình thành một thói quen bỏ ra thay vì khư khư giữ của. Bất luận là ở vào hoàn cảnh nào cũng nên quyên góp tùy theo khả năng để báo đáp xã hội. Trong khi đó, người cha nghèo thì nói rằng chỉ cần có dư tiền nhất định sẽ quyên góp, nhưng cả đời ông ta chẳng lúc nào dư giả. Bất luận là nghèo đến đâu, trên thế giới vẫn có những người bất hạnh hơn bản thân chúng ta. Bởi vậy, hãy luôn giữ một trái tim yêu thương,
chia sẻ, giúp đỡ và báo đáp xã hội. Những lần tới, nếu nhìn thấy những người đang miệt mài lao động mưu sinh, ví dụ như những người bán hàng rong, hãy dành cho họ sự tôn trọng và nghĩ rằng biết đâu việc mình mua ủng hộ họ một thứ gì đó có thể giúp cả gia đình họ có thêm niềm vui hay một bữa cơm ấm cúng. Nếu bạn là một ông chủ thành đạt, hãy đừng quên những nhân viên đang sát cánh, nỗ lực cùng mình tạo ra thành quả. Hãy cảm ơn họ, báo đáp họ, đó là điều nên làm. Còn nếu bạn thực sự khó khăn, không thể dùng tiền để cho đi, vậy thì hãy dùng một trái tim biết ơn với đời, với người. Một trái tim biết ơn sẽ giúp chúng ta làm tốt mọi việc, sống tích cực với đời. Đó cũng là một dạng báo đáp đáng trân trọng.